Hello, chào các bác nhé. Vẫn chương trình quay số trúng thưởng các bác nhé. Các bác cứ bình luận hai số trùng với kết quả xổ số miền Bắc là sẽ có quà. Đó, lưu ý các bác vậy thôi. Và chia sẻ video nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái khóa dây nhé. Khóa dây thì bên em có loại một vòng và loại hai vòng nhé. Đấy, loại hai vòng thì nó sẽ to hơn một chút nhé. Loại hai vòng thì giá của nó sẽ là 100.000. 100.000 cho con khóa hai vòng như này, nó là loại khóa to này. Còn con một vòng này thì nó nhỏ hơn. Con một vòng này thì của nó sẽ là 80.000. Thì các bác muốn lấy hai vòng thì lấy, mà lấy một vòng thì lấy các bác nhá. Đó. Lên cho em là khóa dây nhá, khóa dây. Đấy, khóa dây một vòng và khóa dây hai vòng. Đấy thì ưu điểm của con này thì nó không cần chìa. Các bác chỉ cần là đảo một cái mật khẩu này đi là đã không mở được khóa rồi các bác nhá. Đấy, còn mật khẩu thì bên em đang để mặc định nó sẽ là dãy số 0 như này. Khi cài mật khẩu thì các bác mở ra cho em như này, xong xoay cái lẫy này đi này. Đấy, các bác xoay cho em cái lẫy này đi. Xoay cái lẫy này hết đi, xong rồi ví dụ em để về mặc định về 4 số 9 nhá. Đấy, về dãy số 9, sau đó em quay ngược trở lại thì mật khẩu mới của em bây giờ sẽ là dãy số 9 nhá, sẽ là dãy số 9 này. Em đảo về một số 0 là không mở được rồi. Em cho về số 9 là mở bình thường thôi nhá. Đó, đây các bác thấy không? Đây. Và khi mà em đảo lại mật khẩu thì rất đơn giản như này thôi. Em chỉ cần là xoay cái lẫy này đi này, xoay hết đi. Sau đó thì em để lại, em lại để mặc định là dãy số 0 như của nhà sản xuất, sau đó em xoay cái này lại là xong nhá. Mật khẩu mặc định của em bây giờ sẽ là dãy số 0 như này. Đấy, thì con một vòng này thì sẽ là một vòng này thì sẽ là 80.000 nhá. Các bác lên cho em là khóa dây một vòng 80.000. Còn khóa dây hai vòng này thì sẽ là 100.000 nhá. Lên cho em là khóa dây nhá. Khóa dây có loại một vòng, loại hai vòng như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục còn một ít ấy này thì em thanh lý nốt cho các bác này. Kệ dép còn ít nữa thanh lý nốt cho bác. Con này thì bên shop đang bán là 150.000, đợt này xả thanh lý cho bác giá chỉ còn là 70.000 thôi. Đấy. Có lên cho em là kệ dép nhé. Lên cho em là kệ dép, giá của nó sẽ là 70.000. Đó, đây. Có lên cho em là kệ dép nhé. Kệ dép nó sẽ có 4 tầng. Giá của nó sẽ là kệ dép này, giá của nó sẽ là 70.000 nhé. 70.000 cho một cái kệ dép như này. Có 4 tầng về nhà các bác lắp đặt vào là xong. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, đây. Đấy, đây là cái video người ta hướng dẫn lắp đặt này các bác nhá. Đấy, mình chỉ cần xỏ các cái phần thanh inox vào. Sau đó thì mình lắp từng đầu một vào là xong. Đó, như này là sẽ hoàn thiện một cái kệ dép 4 tầng như này các bác nhá. Đấy. Rất là tiện dụng luôn. Các bác có thể để deco trang trí hoặc là để dép guốc đều được hết nhá. Đó, nó khá là tiện dụng, các bác chỉ cần xỏ vào là xong. Đấy, các cái thanh inox các bác xỏ vào cho em, sau đó thì mình lắp vào. Kệ nó sẽ có 4 tầng như này nhá. Tha hồ tiện dụng, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Rất tiện dụng nha. Lên cho em là kệ dép 4 tầng nha. Đó, kệ dép 4 tầng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 nha. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái hộp bàn chải vàng nha. Đây, một hộp của nó như này. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là 8 cây nha. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Các bác lên cho em là bàn chải vàng. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Ở đây của nó sẽ là một đầu bàn chải và một đầu là các bác dùng để vệ sinh lưỡi và vệ sinh răng lợi không nhá. Vệ sinh lưỡi, vệ sinh răng lợi đều ok hết nhá. Đó, đây. Và một đầu bàn chải như này. Bàn chải thì sợi lông tơ. Đấy, rất là mềm và đánh răng thì rất là thích các bác nhá. Đó, đây, bàn chải của nó đây các bác này. Đó, bàn chải rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Đó. Giá sẽ là 50.000 cho 8 cái bàn chải như này. Đấy. Các bác lên cho em là bàn chải vàng nhá, bàn chải vàng. Đựng trong một hộp như này, một cái hộp bàn chải cực kỳ chất lượng như này nhá. Đấy, một hộp bàn chải cực kỳ chất lượng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Lên cho em là bàn chải vàng nhá. Bàn chải vàng. Đấy, lên cho em là bàn chải vàng này. Bàn chải vàng, giá của nó sẽ là 50.000 cho một hộp 8 cái. Đấy, 50.000 trên hộp 8 cái luôn, 50.000 cho 8 cái bàn chải như này các bác nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái máy tính trẻ em nhé. Máy tính trẻ em, con này thì bên shop bán là sẽ là 100.000 và không có pin. Đợt này thì sẽ về cho bác giá chỉ còn là 80.000 thôi các bác nhé. Đấy, các bác bật cho em công tắc này lên là xong này. Đó, sau đó thì nó sẽ chạy các bác nhé. Đấy, con này thì bên shop bán nó sẽ không kèm pin nhé. Đấy, con này. Đấy. Cái này nó đang bị yếu pin rồi. Đó. Đó,
Đấy, cái này đang bị yếu pin rồi chứ còn bình thường là nó rất là khỏe luôn. Đây em sẽ thay pin cho bác xem. Đây các bác nhá. Đó, rất là ngon lành luôn. Đây. Đấy, các bác có thể điều chỉnh này. Đấy, có cả chuột luôn nhá. Có cả chuột luôn. Đấy, rất là đẹp như này. Công tắc của nó đây các bác nhá. Tắt bật ở đây các bác nhá. Đấy, thì rất là ngon lành luôn. Đấy, cái này nó sẽ có chạy chữ như này các bác. Chạy hình như này rất là đẹp này. Đấy, có đèn sáng này. Có cả con chuột này luôn để các bác cho trẻ em chơi điều khiển này. Đấy, rất là ngon nhá. Đó. Đấy. Rất là ok. Đấy, các bài hát các kiểu luôn. Lên cho em là máy tính trẻ em nhá. Con này bên em đang bán là 100k. Đấy, con này sẽ là không có pin nhá. Đợt này xả cho bác giá chỉ còn là 80k cho con máy tính trẻ em này thôi. Lên cho em là máy tính trẻ em, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho con máy tính trẻ em như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tăng đơ cắt tóc nhá. Tăng đơ cắt tóc đây. Đấy. Hàng thì nó sẽ là một con dạng tăng đơ như này. Bao gồm cho các bác là các cữ rồi đầy đủ các chi tiết cho các bác xem luôn. Đây. Đầy đủ cho các bác xem. Đây. Combo của nó một bộ sẽ là một bộ bao gồm 4 cữ như này. Một tăng đơ này. Đấy. Một tăng đơ, một đế sạc và một quả pin. Đấy, tăng đơ bằng đồng như này, khá là đẹp luôn các bác này. Đấy, chất liệu bằng đồng, rất là đẹp luôn. Lên cho em là tông đơ nhá. Tông đơ giá sẽ là 130.000 nhá. 130k cho một cái tăng đơ như này thôi. Đó. Cắt thì cực kỳ là ngon luôn. Các bác xoáy cái này ra này. Lắp pin vào cho em nhá. Có cữ, có đế sạc các thứ đàng hoàng nhá. Về nhà các bác sử dụng thôi. Khi các bác lắp vào ấy mà nếu mà nó chưa chạy thì các bác đảo cái chiều pin này đi cho em. Đó. Đúng chiều pin này nó sẽ chạy thôi các bác. Đấy, đúng chiều pin nó sẽ chạy luôn. Công tắc nó sẽ ở đít này không này. Công tắc là sẽ đít ở đít này không này. Đấy. Cắt rất là ngon luôn nhá. Đó, đây có thấy không? Đấy, chạy rất là khỏe nhá. Ưu điểm của con này thì nó sẽ không bị ăn da nhá. Đấy, đang đơ đang chạy đây, đang đơ đang chạy này. Các bác băm chặt thoải mái vào tay rất là ok luôn nhá. Và cắt rất là ngon, cắt rất là ngon luôn các bác nhá. Đây, em sẽ test cắt cái lông chân thử cho bác xem này. Đây nhá. Đó, đây nhá các bác xem này. Đấy, đi đến đâu sạch lấy luôn, trắng bong luôn các bác nhá. Đây, trắng bong luôn các bác này. Đấy, sạch chưa. Và ưu điểm con này không ăn da nhá, không ăn da. Các bác có thể băm chặt thoải mái luôn. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là các cái loại cữ như này. Nó sẽ có cho các bác là 4 cái cữ luôn. Từ cữ 1 ly đến cữ 3-4 ly tùy theo các bác nhá. Có đốc sạc như này. Đấy. Một cái bộ tăng đơ kèm đốc sạc như này. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Combo cho các bác luôn, giá khá là tốt nhá. Đấy thì các bác có thể sử dụng để mình cắt tóc cho trẻ em, cho người già hoặc là dùng để chấn viêm, chấn viếc, nói chung là khá là ok luôn. Đấy, combo rất là ngon và giá thì khá là hợp lý luôn, chỉ có 130.000 thôi. 130.000 theo cái bộ tông đơ như này. Lên cho em là tăng đơ nhá, giá sẽ là 130k. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái đèn đeo đầu 3 bóng nhá. Qua lên cho em là đèn đầu 3 bóng này. Con này thì cũng khá là tiện luôn. Và nó sẽ có cho các bác là đây, hai viên pin 18650, pin là pin của hãng nhá. Đấy, hai viên pin. Kèm theo cho các bác là một cái củ sạc luôn, củ cắm sạc luôn nhá. Đấy. Và pin thì các bác lắp ở đây cho em. Pin dòng này của nó sẽ là pin rời nên các bác dùng nó rất là bền. Đấy, pin hỏng thì mình có thể mua pin khác, nó rất là tiện dụng. Đây. Khi bật đèn lên thì nó khá là sáng các bác nhá. Đó, khá sáng và nó sẽ có báo đèn LED đằng trước này luôn. Đó, nó sẽ có sáng một bóng này, sáng một bóng này và sáng hai bóng hai bên này và sáng ba bóng này, khá là sáng luôn các bác nhá. Đấy, sáng ba bóng luôn. Đấy, các bác nhìn cái pha của nó rọi này, khá là sáng luôn nhá. Đấy, ánh sáng của nó rọi khá là xa luôn. Đeo lên đầu thì cũng khá là vừa vặn, ôm đầu và rất là ngon nhá. Dây riếc của nó kết nối rất là ngon luôn. Đấy, lên cho em là đèn đeo đầu ba bóng nhá. Đấy, nó sẽ có ba quả bóng như này, khá là sáng luôn. Đèn đầu ba bóng có dây sạc cái chiếc đàng hoàng. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000. Đấy, lên cho em là đèn đầu ba bóng này. Đó, đèn đầu ba bóng nhá, ba bóng, đèn đầu ba bóng giá sẽ là 140k nhá. 140k cho con đèn đeo đầu ba bóng như này, giá khá là tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop còn hai cái máy thái rau, cái loại cầm tay ngang này nữa này. Đấy, cầm tay ngang như này thì thanh lý nốt cho các bác nhá. Đấy, em chỉ còn có hai con thôi, cái loại cầm tay ngang như này các bạn đây. Đấy, con này thì nó rất là nhiều chi tiết, các bác có thể về mình lắp đặt và mình sử dụng, nó khá là hay luôn đó. Và con này thì bên shop đang bán là 100k. Đấy, còn hai con nữa thanh lý nốt cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn đó. Giá sẽ là
60k nhá. Đấy, 60k. Lên cho em là máy thái rau. Đây khi xoáy ra nó sẽ như này. Máy thái rau nhá. Máy thái rau. Máy thái rau. À máy xay tỏi nhá. Nhầm. Lên cho em là máy xay tỏi. Đấy. Lên cho em là máy xay tỏi. Máy xay tỏi nhá. Máy xay tỏi này. Máy xay tỏi xanh. Bên em còn hai cái nữa. Đấy, giá sẽ là 60k. 60k cho con máy xay tỏi xanh này nhá. Còn hai chiếc nữa bán nốt. Đó. Tiếp theo thì em lên đâu bác cái sản phẩm đó là cái xiên hoa quả các bác nhá. Đấy. Các bác lên đã giúp cho em là xiên hoa quả này. Đấy, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc các bác nhá, 10 chiếc. Đấy. Các bác chuyên dùng để mình xiên hoa quả rồi xiên ăn hoa ăn quả ăn thực phẩm là rất là ok luôn. Đấy. Một túi này của nó bao gồm hộp này là nó là 10 cái nhá. Giá thì chỉ có 50.000 cho một hộp xiên hoa quả này thôi. 50.000 cho một vỉ 10 chiếc như này các bác này. Đấy, một hộp 10 cái như này. Đó, tha hồ thoải mái các bác sử dụng. Hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Đấy, inox 304 Winling hai hình người của Đức đây. Đấy, Winling hai hình người của Đức nhá. Dùng khá là tiện dụng luôn. Lên cho em là xiên hoa quả nhá, xiên hoa quả. Giá thì chỉ có 50k cho một 50k cho một cái hộp xiên hoa quả này thôi. Đây, lên cho em là xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả, giá của nó sẽ là 50k. 50k cho một cái hộp như này bao gồm cho các bác là 10 chiếc. 10 chiếc xiên hoa quả không nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái nạo lưỡi nhá, nạo lưỡi. Giá thì chỉ có 20.000 cho một con nạo lưỡi như này thôi, rất là tiện luôn. Bằng inox này. Đấy, dày dẫn sáng bóng nhá. Các bác có thể vệ sinh lưỡi rồi vệ sinh lợi ok hết nhá. Lên mã cho em là nạo lưỡi. Giá của nó sẽ là 20k. Đó. Nạo lưỡi này. Lên cho em là nạo lưỡi. Nạo lưỡi. Giá của nó sẽ là 20k cho một con nạo lưỡi như này, 20.000 thôi nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mài gót chân. Đấy, nạo gót chân như này. Nạo gót chân bằng tay nhá. Con này thì bên em còn một con nữa thôi, còn một con nữa. Bán thanh lý nốt cho các bác với giá đó là con này đang bán là 100. Đấy, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 50k nhá. Đấy, sẽ bao gồm là một con nạo như này, kèm theo đó là cái con này là để mài này và một cái hộp lưỡi bao gồm là 10 chiếc để các bác thay cái lưỡi này để mình cạo này. Đó, lên cho em là nạo gót chân bằng tay nhá, nạo gót chân bằng tay. Giá của nó sẽ là 50k. Đấy, bên em còn một cái nữa, cũng thanh lý nốt cho bác nhá, thanh lý nốt cho bác. Đấy, giá là 50k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt gà nhá. Đấy, kéo cắt gà này này nó sẽ là dòng kéo cắt gà của Nhật. Nó sẽ là dòng kéo cắt gà loại to. Đấy. Loại to các bác nhá. Đấy thì bên em có hai mẫu. Có loại to loại nhỏ như này không nhá. Đấy, loại to loại nhỏ như này. Đấy, đều là hàng của Nhật hết nhá. Đấy, hàng của Nhật hết. Đây. Đấy, loại to loại nhỏ như này các bác nhá. Đấy, hàng của Nhật hết nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con kéo cắt gà của Nhật như này. Giá của nó sẽ là con nhỏ này thì sẽ là 90k nhá. 90k cho con nhỏ như này. Có lên cho em là kéo gà nhỏ là 90k. Đó, kéo gà to này thì con này sẽ là 130k cho con kéo gà to như này nhá. 130.000. Đó. Giá rất là tốt cho bác luôn, thì tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy, con to thì lấy con nhỏ thì lấy nhá. Giá khá là tốt cho các bác luôn. Đây. Đấy. Con to thì nó sẽ dày dẫn và chắc chắn hơn so với con nhỏ đây. Đấy, rất là dày dẫn và chắc chắn luôn. Giá thì khá là hợp lý các bác nhá. Giá khá hợp lý luôn. Lên cho em là kéo cắt gà nhá, có loại to loại nhỏ. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao gọt hai nhá. Đây. Con này thì khá là bén luôn. Các bác lên cho em là gọt hai. Con này thì rất là bén, rất là sắc bén luôn. Và giá thì chỉ có 80.000 cho con dao gọt hai này thôi. Hàng của thương hiệu Wabo Japan đấy nhá. Đó. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì độ bén của nó thì khỏi phải bàn rồi. Khá là sắc luôn nhá. Đây, để em thử dọc cái dây bóng này xem thì coi nhá. Đó. Dây bóng dọc còn đứt thì các bác này. Đấy, dây bóng dọc còn đứt luôn nhá. Đấy, khá là bén luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là này. Đây, để em test thử dọc cái dây bóng này cho bác xem này. Đấy nhá. Đó, đây nhá. Đấy, dây bóng dọc còn đứt này là các bác biết rồi nhá. Đấy, dao nó phải sắc như nào thì nó mới dọc cái dây bóng như này các bác này. Đó, các bác thấy không? Đây. Dọc dây bóng nhá. Đấy, rất là ok luôn. Còn dọc giấy là bình thường rồi. Lên cho em là gọt 2. Giá của nó sẽ là 80.000 cho con gọt 2 như này nhá. 80k cho con gọt 2 như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái tô vít 2 đầu nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 cho một con tô vít 2 đầu như này. Đấy, con này rất là ngon luôn. Đấy, 50k cho con tô vít 2 đầu như này nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn, hàng mới tinh, chưa qua sử dụng. Rất chất lượng. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một con tô vít như này và các bác chỉ cần ấn này xuống là nó sẽ đảo chiều này. Đấy. À, là sẽ mình sẽ tăng giảm được cái độ dài này
Đấy, các bác nhá, tăng giảm độ dài này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và đảo chiều thì các bác chỉ cần xoay này thôi, nó sẽ có một đầu dẹt và một đầu múi như này, để cho các bác sử dụng khá là đẹp luôn. Giày dẫn chắc chắn, hàng cực kỳ xịn sò luôn, hàng nội địa của Nhật nhá. Ngoài ra các bác có thể lắp cái đầu này. Đấy, lắp cái đầu này để mình xoáy trực tiếp như này. Đấy, khi mà cần công như này thì mình có thể xoáy như này. Hoặc các bác có thể lắp đầu vít như này, cũng rất là tiện nhá. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Đây, rất là tiện luôn và có từ hít khá là mạnh nhá. Có từ hít khá là mạnh luôn đấy các bác. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Lên cho em là tô vít hai đầu giá sẽ 50k nhá. Bình thường các bác mua một con tô vít thường thì cũng đã phải mất 25-30.000 rồi. Đấy, mà đây một con tô vít hai đầu như này, đa di năng luôn. Đó. Giá sẽ là 50k cho con tô vít hai đầu như này. Đó.